Em xin kính chào tất cả các thầy cô giáo và các bạn. Em tên là Nguyễn Hưng Giang, học sinh lớp 4A6, trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Em rất vui khi tham gia hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ. Sau đây, em xin bắt đầu phần thi của mình. Đã là người Việt Nam, ai cũng phải biết đến câu ca dao: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất, có tên Bác Hồ. Vâng, Bác Hồ Chí Minh, lời gọi thân thương ấy đã in đậm trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân đất Việt. Ai trong bất cứ chúng ta cũng đều phải thừa nhận rằng Bác Hồ là vị lãnh tụ, là người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là một danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, Bác Hồ dành cả cuộc đời mình để phục vụ nhân dân, đất nước, tâm hồn người không gợn chút riêng tư. Trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày tháng tư lịch sử, chúng ta ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam và 130 năm ngày sinh của Bác. Lòng em lại trào dâng một nỗi nhớ Bác vô cùng. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho hiếu học và có truyền thống yêu nước, cả cuộc đời Bác luôn hy sinh cho quê hương, dân tộc Việt Nam. Người con của làng sen xứ Nghệ ấy luôn là tấm gương sáng cho thế hệ hôm qua, hôm nay và muôn đời sau. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi, người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ của đất nước. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Trải qua bao thời gian, những câu chuyện về Bác Hồ và thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị để bày tỏ lòng biết ơn vô vàn đối với tình cảm cao đẹp mà người đã dành cho thiếu nhi Việt Nam. Em xin được phép kể câu chuyện Bác Hồ đến thăm trường thiếu nhi miền Nam. Chuyện kể rằng, ngay khi nghe tin Bác Hồ đến thăm trường thiếu nhi miền Nam, các cô chú phụ trách trường tí tít chuẩn bị trang hoàng hội trường đón Bác. Khi Bác đến, tất cả mọi người ùa ra đón Bác và đưa Bác đến hội trường đã được chuẩn bị cờ, hoa lộng lẫy. Nhưng Bác đề nghị dẫn Bác đến nhà bếp và phòng ngủ xem các cháu có được ăn no, ngủ ấm và chăm sóc chu đáo không. Sau đó, Bác lấy ra một gói kẹo rất to và chia đều cho các cháu. Đang nhìn các cháu ăn kẹo, Bác chợt nhận ra có một cháu đang đứng ở góc phòng, nét mặt buồn so. Bác gọi lại hỏi, cháu tên là gì? Vì sao lại đứng ở đây? Cháu tên là Tô ạ, vì cháu phạm lỗi, tay bẩn không rửa nên các cô chú phạt, không cho nhận kẹo của Bác ạ. Bác cười bảo bạn Tô đi rửa tay rồi chia kẹo cho Tô. Sau đó Bác dạy, từ nay cháu phải luôn giữ gìn đôi tay cho sạch nhé, bàn tay con người rất đáng quý. Bạn Tổ rất cảm động trước sự chăm sóc ân cần của Bác. Từ đấy, bạn luôn giữ đôi tay sạch sẽ và rửa tay sạch trước khi ăn. Ta thấy Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, Bác còn dành tình cảm của mình cho thiếu nhi trên thế giới. Tình cảm đó được minh chứng qua câu chuyện Quả Táo của Bác Hồ. Chuyện kể rằng, tháng 4 năm 1946, Bác Hồ sang Pháp với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đàm phán với chính phủ Pháp về những vấn đề liên quan tới vận mệnh của đất nước. Ông đốc lý thành phố Paris mở tiệc long trọng thiết đãi Bác Hồ. Trước khi ra về, Bác chọn lấy một quả táo đẹp trên bàn, bỏ vào túi. Mọi người, kể cả ông đốc lý đều kinh ngạc, chú ý tới việc đó, ngạc nhiên và không giấu được sự tò mò. Khi Bác bước ra khỏi phòng, có rất nhiều bà con người Việt Kiều và cả người Pháp đang đứng đón Bác. Bác chào mọi người. Khi Bác trông thấy một bà mẹ bế một em nhỏ cố gắng lách đám đông lại gần, Bác liền giơ tay bế cháu bé và cho cháu bé quả táo. Cử chỉ của Bác làm những người ở gần đấy từ ngạc nhiên, tò mò đến vui mừng và cảm phục tấm lòng yêu trẻ của Bác. Qua câu chuyện, ta lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, kỳ vọng của Bác dành cho thiếu nhi, mầm non tương lai của đất nước.
Tuổi thơ chúng cháu hứa chăm học, chăm làm, sống xứng đáng với thế hệ vinh quang. Thế hệ Hồ Chí Minh sống mãi với đất nước, sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Các bạn ơi, học tập Bác không phải học tập những thứ cao siêu, mà học ở những điều thực sự giản dị. Học ở sự chia sẻ, học ở lòng yêu thương, học ở sự quan tâm, học ở thái độ ân cần. Chúng ta hãy thực hiện bằng những hành động để Việt Nam mãi mãi là bài ca của lòng yêu thương và tinh thần nhân văn các bạn nhé. Phần thi của em đến đây là hết rồi. Một lần nữa, em xin kính chúc hội thi thành công rực rỡ.